Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với cựu đại úy Nguyễn Văn Nhân, cựu thượng úy Bùi Đình Việt và cựu thượng úy Bùi Tiến Tùng cùng về hành vi trộm cắp tài sản. Các cựu cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội nêu trên bị khởi tố do liên quan đến vụ bắn dê của dân. Theo Công an thành phố Hà Nội, trưa ngày 26 tháng 6, ba cán bộ công an đi trên xe ô tô mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Màu Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết hai con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại. Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, Công an huyện Mỹ Đức khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ vụ việc. Ngày 27 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trộm cắp tài sản xảy ra ngày 26 tháng 6 tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức. Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng để tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cùng ngày 27 tháng 6, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Hải Trung đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với ba cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa nêu trên. Báo Dân Trí đưa tin, tại họp báo của Ủy ban Nhân dân Hà Nội, thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 2, chiều 30 tháng 6, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhận định đây là sự việc ba cựu công an bắn dê của người dân rất đáng tiếc, đáng buồn. Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra. Phó Giám đốc Công an Hà Nội nói, đây là hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về lối sống, đạo đức, tư cách trong bối cảnh lực lượng Công an Nhân dân nói chung và Công an thành phố nói riêng đang siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường xây dựng hình ảnh đẹp về hình ảnh Công an Nhân dân trong quần chúng. Đây là hành vi không thể chấp nhận được. Ông Long cho biết, việc tước danh hiệu Công an Nhân dân và khởi tố hình sự với ba cán bộ là hành động quyết liệt, thể hiện chủ trương quyết tâm của lực lượng công an trong việc đấu tranh mọi hành vi vi phạm trong nội bộ, không có vùng cấm. Theo thông tin từ Vietnamnet, chiều 1 tháng 7, anh NVS, tên viết tắt xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, xác nhận. Vào ngày 30 tháng 6, người thân của ba cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa đã đến xin lỗi gia đình anh và mong được bồi thường cho hành vi bắn trộm hai con dê. Anh S cho hay, gia đình ba cán bộ công an đã đến nhà tôi gửi lời xin lỗi, đồng thời bồi thường 20 triệu đồng cho hai con dê bị bắn chết. Chủ nuôi của hai con dê bị bắn chết ở núi Màu Gà, thôn Ái Nàng, An Phú cho biết, ngay từ đầu anh cũng không muốn sự việc đi quá xa như vậy. Anh S nói, đến nay tôi chỉ muốn khép lại sự việc nên đã chấp thuận nhận tiền đền bù. Trước đó, vào chiều 27 tháng 6, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đoàn công tác gồm Chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức và Công an thị trấn Đại Nghĩa, cùng đại diện các cấp chính quyền và Công an xã An Phú, thôn Ái Nàng, đã đến nhà xin lỗi gia đình người bị hại trong vụ việc hai con dê bị bắn chết tại núi Màu Gà, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Tại gia đình anh S, đoàn công tác Công an huyện Mỹ Đức đã bày tỏ chân thành xin lỗi gia đình bị hại vì sự việc xảy ra. Các cá nhân được Công an huyện liên quan đến sự việc này đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận thức rõ hành vi vi phạm gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội và lực lượng Công an Hà Nội. Chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố xin ý kiến chỉ đạo và nghiêm túc xử lý những chiến sĩ vi phạm. Đại diện gia đình ba chiến sĩ gây ra sự việc trên cam kết bồi thường thiệt hại cho phía gia đình bị hại. Tại buổi làm việc, đại diện phía bị hại trân trọng ghi nhận thiện chí từ phía Công an huyện Mỹ Đức, Công an thị trấn Đại Nghĩa và gia đình ba chiến sĩ đã gây ra sự việc trên. Liên quan đến vụ án ba cựu công an bắn nhầm dê của dân nói trên, báo Công an Nhân dân đã có bài viết phân tích về vụ việc trên 4 góc nhìn. Thứ nhất, trên góc nhìn của dư luận xã hội, clip được một người dân đưa lên mạng xã hội lan truyền rất nhanh và gây ra sự bức xúc lớn. Trong clip, hàng chục người dân vây quanh chiếc xe, lấy ra từng con dê để trong cốp xe và tỏ thái độ bất bình khi cho rằng
ba người trong xe là cán bộ công an đã bắt trộm dê của họ. Sau đó báo chí đăng bài dẫn lời của một lãnh đạo địa phương nói rằng những cán bộ công an trong xe khai đi bắn chim nên bắn nhầm dê của người dân. Điều này gây phản ứng tiêu cực. Từ chỗ chỉ trích những cán bộ công an liên quan trong vụ việc, đã có những bài viết, bình luận trên mạng xã hội bôi nhọ, chỉ trích lực lượng công an, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận. Tuy nhiên, ngay trong buổi chiều hôm sau, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với ba cán bộ này và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản, tạm giữ hình sự đối với ba người trên để điều tra làm rõ. Giám đốc Công an Hà Nội cũng yêu cầu lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức đến nhà người dân xin lỗi, tiến hành bồi thường thiệt hại cho họ. Động thái quyết liệt, nhanh chóng này ngay lập tức nhận được sự đồng tình, hoan nghênh của người dân. Thứ hai, góc nhìn từ cơ quan chức năng, ở đây là Công an thành phố Hà Nội. Xét về thời gian, từ lúc clip được tung lên mạng cho đến khi có thông tin trên báo chí và tới khi ra quyết định cả về hành chính và hình sự chỉ trong 24 giờ. Điều này xuất phát từ sự chỉ đạo ngay và luôn của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Với vụ việc xảy ra rõ ràng như thế, từ clip đến cán bộ lập biên bản tại hiện trường, không mất nhiều thời gian để Công an Hà Nội làm rõ và với tinh thần xử lý nghiêm không có vùng cấm. Cán bộ bảo vệ pháp luật phải chấp hành nghiêm pháp luật của lãnh đạo Bộ Công an. Việc xử lý kỷ luật tước danh hiệu Công an Nhân dân và hình sự khởi tố vụ án đã được ban hành ngay trong chiều 27 tháng 6. Thứ ba, góc nhìn về đạo đức và pháp lý. Hành vi của ba cựu cán bộ công an thị trấn vừa vi phạm nội quy kỷ luật Công an Nhân dân, vừa vi phạm pháp luật. Việc trong giờ nghỉ trưa ngày làm việc, rời trụ sở đi vào núi bắn chim đã là sai phạm, chưa kể còn dùng súng trái quy định. Việc có phát ngôn còn cho rằng vì tưởng dê của người dân là dê núi, dê rừng, càng gây ra thêm những phản ứng bức xúc. Ở góc nhìn đạo đức, ngay từ việc trộm cắp vặt vốn là điều phải hết sức tránh. Thứ tư, góc nhìn của chính ba cựu cán bộ vi phạm. Họ là những cán bộ được cử về cơ sở trong chủ trương chung của Bộ Công an, có trách nhiệm tương tác, gắn bó với nhân dân địa bàn để giữ gìn an ninh trật tự. Có người đặt giá trị ba con dê lúc này để thấy sự trả giá đó là quá đắt. Để có được quân hàm đại úy, thượng úy, mọi người cũng phải trải qua quá trình học tập ở trường và làm việc ở đơn vị trên dưới 10 năm. Đã học về kỷ cương, kỷ luật, vậy mà với suy nghĩ, hành động có thể nói là nông nổi, phút chốc đánh chìm đi tất cả. Đánh chìm cả sự nghiệp mà bản thân, gia đình, họ hàng và đơn vị bồi dưỡng, vun đắp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.